Bom dia, mamá, mamá. Bom dia. Tudo bem, mamá? Tá fazendo muito, hã? Ai. Tá bom. Tá bom. Hoje, Mati com tio trazer muito semente. Tá bem. Hoje, com muita comunidade, meter muito semente, hã? Tá bem. Muito fez hoje. Tudo bom, mamá? Meter cabine, hã? Meter muito cabine, tá bom? Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Khánh Vlog, đồng lại Châu Phi. Buổi sáng ngày hôm nay thì là chú cháu Huy Khánh mang xuống dưới bản là rất nhiều hạt giống, rất nhiều cây đậu đỗ và rất cả giống hạt cà chua nữa để gieo hạt và hạt bí rất nhiều. Thì là từ hôm trước đến giờ thì là Khánh cho bà con đã chuẩn bị được rất nhiều diện tích đất rồi. Cây trồng thì cũng dọn cỏ sạch sẽ và dặm ngon lành. Ở dưới bản thì đã chú Si Cù cùng bà con thì cũng đã đánh cây ngô lên dặm xong là trồng thêm được 2, 4, được 6 luống khoai lang. Quý vị khán giả có thể xem ạ, rất là đẹp luôn ạ. Bên kia thì cây đậu bắp dặm thì cũng rất là ok rồi. Thì hôm nay thì là chú cùng với Khánh là mang hạt giống xuống thì để cho bà con bây giờ bắt đầu trồng. Còn hôm nay là Khánh làm một điều đặc biệt các bạn. Khánh đã mang comba, hai chú cháu thiết kế cây comba với cả sơn, với cả các thứ đây. Thì nào hôm nay là Khánh sẽ vẽ ngôi sao Việt Nam ở vị trí trung tâm của bản. Thì là quý vị khán giả cùng chờ theo dõi nhá. Bây giờ thì Huy Khánh cùng với chú là sắp xếp cho bà con là bắt đầu trồng. Thì là bố ở đây trồng với bà con nhá. Rồi, okay. Đấy thì là tất cả mọi cái thì trồng từ đầu kia, đỗ đen rồi đỗ xanh thì cứ đuổi dần lên trên này thôi. Cho mọi người đánh đuống thì con lên con vẽ ngôi sao Việt Nam. Được rồi. Anh lên đi. Tao bơm bà ba. Bây giờ Khánh bắt đầu rồi vẽ comba các bạn. Để đo vị trí chính xác của lá cờ. Thì là quý vị khán giả cùng theo dõi Huy Khánh nhá. Xem Huy Khánh vẽ có đẹp không ạ? Tổng cái hình chữ nhật của mái tôn là 8 mét thì là Khánh sẽ lấy là hình ngôi sao là 1m6 bằng 1/5.
kích thước tiêu chuẩn của ngôi sao các bác. Bây giờ bác Khánh bắt đầu quay combo. Đây là điểm đỉnh của ông sao này. Rồi. Ok, Khánh đã đánh dấu điểm xong rồi. Bây giờ là Khánh sẽ tháo cái băng dính này ra. Khánh sẽ vẽ. Đây sẽ là trái tim của bản, trái tim Việt Nam giữa lòng châu Phi. Hy vọng rằng là với hình ảnh lá cờ Việt Nam ở bản làng Hoa Hồng, bản làng 16 hộ thì sẽ truyền cảm hứng được đến tất cả mọi người. Hy vọng rằng những điều tốt đẹp mang khi Khánh mang hình ảnh Việt Nam ra quốc tế và từ nay về sau là trái tim của Việt Nam sẽ trường tồn cùng với tình cảm của bà con, hai đất nước Angola Việt Nam là bạn bè vĩnh cửu. Hy vọng rằng những điều Huy Khánh đang làm có thể lan tỏa những điều tốt đẹp cho hai nước. Đây là sự ghi nhận và sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân Việt Nam hỗ trợ bà con châu Phi. Còn sau này khi mà hoàn thành ngon lành hết tất cả ngôi nhà cộng đồng rồi thì là Huy Khánh sẽ làm hai lá cờ, một cờ Việt Nam, một cờ Angola là sẽ dựng trước cửa nhà cộng đồng để cho lãnh đạo địa phương để người ta biết đến là tình hữu nghị giữa hai nước. Và đây là quý vị khán giả có thể nhìn hình ngôi sao Khánh đã vẽ xong rồi đấy ạ. Bây giờ là Khánh bắt đầu là dán băng dính, là Khánh tô màu thôi. Khánh đi mua cái sơn xịt thì không mua được thì là Khánh phải mua bằng cái loại sơn sơn sắt các bạn. Sơn xịt bên này nó không có màu vàng. Xin chào tất cả mọi người nhá. Ngày hôm nay chú cháu Khánh lại mang hạt giống xuống trồng cho bà con bản làng dưới này. Hôm nay là trước hết là bắt đầu xuất phát từ đỗ đen. Một khoảnh đỗ đen xong đến lại một khoảnh đỗ xanh, rồi nói chung là các loại đỗ. Thì hôm nay là bắt đầu trồng. Bây giờ hướng dẫn cho bà con trồng. Mama. Agora eu assina, né? Thì đất đây là chú cháu Khánh đã chuẩn bị rồi. Mình trồng đậu đen này với khoảng cách an toàn là khoảng cách hàng là 40 và cây cách cây là 30. Mama. Mệt té. Đôi nữa. Đôi phè giáo. Thì đẹp bôi ấy. Green. Matrin ta mi xem đi bắt lục em là ra phật tử đấy á. Sinh mặt tiền đôi mama iwa này á, mặt tiền đôi aki đôi aki. Sinh sinh. Você mặt tiền cimenti. Outro eu manda outro mama tava nhá. Aki. Sinh. Tá bom. Đôi nào run tù nhá. Thế sao được tờ đết ở quát đủ cm đủ. Dạ. Dạ, igual thì ta bông. Dạ. Mama. Agora mama ta bà cũng tê ra igual này nhá. Dạ, ta xe cũng is. Năm minh tủ nế. Ta bông. Mama
Pesac cùng cặp pin đấy. Mình cũng hướng dẫn cho bà con là trồng với khoảng cách, và người thì bỏ hạt, người thì nấp đất, mà người thì đậy cỏ. Pesac cũng đủ mầm. Đất ở đây rất là tơi xốp. Cho một số mama đi bỏ hạt, còn một số bà ở trên kia là đang chuẩn bị đất. Cái lượng đất nó cũng rất được là nhiều rồi. Trồng rất được nhiều. Xin capin mama Pesan anh Sima nhá. Iwa li cementian thì nhá. Thì chú cháu Khánh cũng cho đất ở đây rất là xốp, khi mưa cái là nó rẽ nó trôi, nên cho bà con phủ cỏ lên để tránh mưa nó rẽ hết đất. Đây là mùi tú bông nữa. Aki để bôi sấy. Bài số 5 ta này xin mà. Bài số nhá. Cảm ơn. Ah, sí, depois saí fezal preto. Unha preto já. Sim. Bonito. Mai bông án tình eu cozinha. Sim. Án tình eu cozinha cùng água cùng açúcar, né? Açúcar já. E depois. Esse é cimento de Vietnam, mai bông. Ah. Pois sale não, isso é açúcar. Sim, é sim. Eu vou cozinhar com açúcar. Boca do sali, né? Açúcar zero. Pesa. Sim. Đấy. Đất rất là tươi xốp, đánh rãnh thẳng tắp luôn. Si cổ giờ là quen rồi. Si cổ. Esse está fácil, né? Fácil, né? Tá bom. Tá bonito. Hoje você entende muito. Tá direito, tá bom. Já? Sim, tá bom. Já. Khánh đang sơn nước đầu tiên. Cái hình vàng ngôi sao. Quý vị khán giả nhìn có đẹp không ạ? Nước đầu tiên thì Khánh còn phủ cái màu đỏ này đi. Đây là Khánh không pha một cái gì đấy, sơn nguyên chất đấy ạ. Từ ngày mai mỗi khi xuống bản là trong lòng luôn đầy tự hào các bạn. Lá cờ Tổ quốc có mặt ở đây. Hình ảnh đất nước con người Việt Nam giúp đỡ người dân Angola. Khánh muốn truyền tải đi thông điệp đẹp, ý nghĩa, để hy vọng rằng thế giới ngày một tốt đẹp hơn, con người yêu thương nhau hơn và hạnh phúc đến mọi nhà. Quý vị khán giả nhìn nó rõ chưa ạ? Nó chưa phủ được hết này. Chuẩn bị đẹp rồi đấy ạ.
khô sơn là Khánh tước lại nước hai là đẹp. Đây là mục đích lớn nhất của kênh YouTube Huy Khánh Vlog Độc Lạ Châu Phi, muốn quảng bá văn hóa đất nước con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Hy vọng rằng hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh giữa bản làng hoa hồng Châu Phi sẽ được mọi người chia sẻ rộng rãi để lan tỏa yêu thương tới khắp mọi người trên thế giới. Huy Khánh chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Huy Khánh sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Chưa hoàn chỉnh đâu nhưng quý vị nhìn nó đẹp chưa ạ? Đây là đỉnh của ngôi sao ạ. Cờ Tổ quốc. Rất tự hào luôn các bác. Rất tự hào. Tự hào tôi là người Việt Nam. Nước hai sáng đẹp luôn các bạn. Ngôi sao phát sáng giữa trời nắng. Rất đẹp. Vậy là cái khoảng đỗ đen đã được trồng xong rồi, được 6 luống. Bây giờ là chuyển sang đến đỗ xanh. Đây là đỗ xanh. Gần được 6 luống, nó chỉ còn thiếu khoảng 1 mét ở đầu thì cái này mình trồng cái đỗ xanh vào khoảng 1 mét ở đầu đây, vì hai cái đỗ này nó cùng một công thức trồng. Để trồng tiếp vào được. Hình thức cũng như nhau. Khánh sơn ba nước rồi mà vẫn chưa phủ được hết các bạn. Sơn trên nền tông đỏ này là mình phải sơn nhiều nước hơn thì nó cờ mới đẹp được. Quý vị và các bạn nhìn nét không ạ? Bây giờ Khánh để lại cho khô. Mọi người nhìn ngôi sao vàng, lá cờ Tổ quốc có đẹp không ạ? Huy Khánh sơn đạt 95% rồi. Một lát nữa khô thì Khánh tuốt lại lần cuối nữa là đẹp. Bây giờ là Khánh phơi để cho khô các bạn. Quý vị khán giả cho Huy Khánh là bao giờ điểm thì mình đợi ở dưới comment nhá, ủng hộ TV Khánh Vlog nhá. Tự hào tôi là người Việt Nam. Vậy là buổi hôm nay là chú cháu Khánh đã trồng được tổng 15 luống đậu các loại nhá. Được 6 luống đậu đen và 7 luống rưỡi cái đậu xanh này. Và cái đậu cô ve lùn thì cứ tưởng là hạt nó bé được nhiều, chú cháu Khánh mang xuống hai gói hạt trồng chỉ được có 1 luống rưỡi thôi. Thì để hôm khác lại trồng thêm cái hạt đậu cô ve nó to. Cũng muộn rồi là mình cũng cho bà con nghỉ. Ừ mama. Ra nhá. Chào mẹ.
Ra tu đủ á? À cô là đi can xa nhá. Đi bố đi can xa. Ba ba tu đủ ba ba bố đi can xa nhá. Bây giờ cũng là xong ở bây giờ cũng là xong ở dưới này rồi. Thì được bằng này núng đỗ rồi. Mình cũng nên xem Huy Khánh đang vẽ cái ngôi sao trên lá cờ của Việt Nam, lá cờ Tổ quốc Việt Nam xem đã xong chưa. Tới đâu rồi? Thì là trên cái mái tôn của cái nhà văn hóa ở đây thì chú cháu Khánh sẽ vẽ một ngôi sao, tận dụng cái mái ngói đỏ vẽ một ngôi sao thành hình lá cờ Việt Nam. Thì team của Huy Khánh cũng muốn lan tỏa cái quốc kỳ của Việt Nam cho trên đất nước Angola cũng như là mọi miền của Tổ quốc của thế giới, người ta xem người ta thấy. Tu đủ ba mama. Dạ vai subi á, đi can xa. Bây giờ mình sẽ lên xem Huy Khánh làm tới đâu rồi. Mọi người hãy ủng hộ chú cháu Khánh cũng như là bà con dân bản nơi này nhé. Hãy thả tim, hãy ấn like và hãy đăng ký để ủng hộ chú cháu Khánh nhé. Để chú cháu Khánh có thêm động lực để giúp đỡ bà con được nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cô nhìn đẹp không? Xong chưa? Xong rồi đấy. Ok rồi. Quá đẹp rồi. Luôn đấy. Vàng chóe. Trái tim Việt Nam giữa rừng châu Phi đẹp. Quý vị khán giả nhìn có đẹp không ạ? Vị trí trên cho tay Khánh chỉ là vị trí đỉnh của ngôi sao, đỉnh của lá cờ. Bạn cameraman có thể đi về đâu này để cho tất cả quý vị khán giả cùng chiêm ngưỡng lá cờ Tổ quốc giữa lòng châu Phi ạ. Đây vừa đứng lưu sang cạnh này để cho khán giả xem rõ này. Đấy, quý vị khán giả nhìn có rõ không ạ? Đẹp, đúng. Mọi người nhìn có cân đối không ạ? Khánh hoàn thiện rồi đấy ạ. Bây giờ Khánh để cho nó khô, xong là lát nữa Khánh bóc băng keo ra, xong là sẽ tẩy làm sao xung quanh để cho nó lét căng các bạn. Thì là các bác cô chú anh chị là xem video của Huy Khánh này thấy hay và ý nghĩa thì là ủng hộ Huy Khánh và chú và bà con trong bản. Thì là cho Huy Khánh một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký kênh Huy Khánh Vlog Độc Lạ Châu Phi, để Khánh có thể mang hình ảnh đất nước con người Việt Nam mang ra toàn thế giới, có thể lan tỏa yêu thương tới tất cả mọi người. Khánh xin chân thành cảm ơn.